Hello, xin chào anh chị em. Chào mừng anh chị đến với kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest. Hôm nay chúng ta có một cổ phiếu rất khỏe, dẫn đầu so với cả thị trường này. Nó bỏ qua những cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán hay nhóm thép, nhóm bất động sản mà đông đảo anh chị em đang quan tâm. Đó là thằng cổ phiếu Đức Giang, họ nhà cổ phiếu hóa chất phân bón. Kết phiên giao dịch ngày hôm nay thì cổ phiếu này nó tăng khoảng 5,3%. Mình thì mình còn đang kỳ vọng nó tăng trần, nhưng mà nó tăng được ở cái mức 5 đến 6% cũng là một cái mức tăng tương đối ổn. Tại sao mình lại nói đến cổ phiếu này? Và lý do vì sao phiên ngày hôm nay lại là một phiên mua xác nhận với thằng cổ phiếu Đức Giang? Thì để mình phân tích chi tiết để anh chị em có thể hiểu được. Để anh chị em nào chưa cầm cổ phiếu này thì canh một vài phiên tới. Nếu như phiên ngày mai chưa mua được thì đợi cái phiên đầu tiên của cái năm Giáp Thìn. Có nghĩa là cái phiên thứ 5 tuần sau ấy, để anh chị em tìm kiếm cái điểm mua này là điểm mua ở trong một phiên rung lắc. Về cơ bản thì nó đang có những cái đặc điểm nó rất giống so với cái thằng cổ phiếu SRT ở cái phiên ngày 25 tháng 1. Và đây cũng chính là lý do vì sao hôm nay mình khuyến nghị anh chị em mua thằng Đức Giang. Cũng phải lâu phết rồi mình mới khuyến nghị anh chị em một cổ phiếu mua ở cái điểm break đi lên. Break này là break khỏi cái nền ngắn hạn, và break này là cái break khỏi cái nền giá kênh dưới. Nó có những cái đặc điểm tính chất, đó là nó đang xây một cái mẫu hình tích lũy ở kênh trên, sau đó nó bị rũ xuống bên dưới, nó xây một cái nền giá kênh dưới, chúng ta còn hay gọi đó là một cổ phiếu gãy kênh. Gãy kênh và tích lũy ở bên dưới. Thì cái thằng FRT này và thằng Đức Giang nó đang có những cái đặc điểm tương đồng nhau. Có nghĩa là thằng Đức Giang nó cũng vừa mới trải qua một giai đoạn tích lũy ở kênh trên. Sau đó trong thời gian vừa qua, kể từ đầu tháng 1 vừa qua thì nó xảy ra một cái nhịp rũ, và nhịp rũ này nó rũ xuống khoảng 8%. Nó xây một cái nền giá ngắn hạn ở bên dưới, ở dưới vùng 90. Nó xây một cái nền giá kéo dài khoảng 5 phiên. Thì phiên ngày hôm nay nó bứt phá đi lên, nó thoát khỏi cái nền giá kênh dưới này. Cái điều này nó chứng tỏ là cổ phiếu nó bật tăng phủ nhận lại những phiên rũ bỏ trước đó. Nên đây là một phiên mua xác nhận rất đẹp với thằng Đức Giang. Sau cái nhịp rũ này này mà thằng Đức Giang nó không lên được ấy, thì lái này gọi là lái quá lởm luôn. Về tính chất thì đội tạo lập nó có những cái đặc điểm nó đánh đánh khá là giống thằng SRT. Nên hai cổ phiếu này nó đang có những cái đặc điểm tương đồng nhau. Nên có thể phiên ngày mai thằng Đức Giang nó sẽ có một phiên dừng tăng. Nó sẽ test lại quanh cái vùng đỉnh. Đặc điểm của nó không khác gì nhau cả. Phiên ngày hôm nay bật tăng nó không tăng trần được bởi vì nó gặp cái vùng cản là ở vùng 95 96 95.5 96. Có thể phiên ngày mai nó sẽ test lại về quanh vùng 95, sau đó sang phiên thứ 5 tuần sau là sau cái kỳ nghỉ lễ Tết. Đầu phiên thì nó rũ nhẹ một chút, nó rũ lại về vùng 93 94. Nó vẫn không thể lỗ được so với cái thời điểm anh chị em mua sáng nay, mà cái thời điểm mình khuyến nghị anh chị em tham gia, anh chị em mua. Sau đó đến khoảng 2 giờ, 2 giờ 15 thì nó kéo tăng thốc đi lên. Về cơ bản thì nó giống thằng SRT ở đây, ở phiên này này anh chị em ạ. Ở giống cái phiên ngày 29 tháng 1. Có nghĩa là ở cái phiên ngày 29 tháng 1 thì đầu phiên nó test lại, sau đó này, sau đó sang đến khoảng khung giờ 13 giờ 45 thì nó bắt đầu nó kéo đi lên và cuối phiên nó đóng cửa giá cao nhất phiên. Và sang phiên hôm sau thì nó tiếp tục nó kéo đi lên. Và đến thời điểm hiện tại thì cái thằng SRT so với thời điểm nó break nền đi lên thì nó đã tăng được khoảng 20%. Thì mình đang kỳ vọng một cái kịch bản tương tự nó xảy ra với thằng Đức Giang. Đây là những cổ phiếu nó rất khỏe ở trên thị trường. Và nếu như thằng Đức Giang nó đi lên thì từ thời điểm mình khuyến nghị anh chị em tham gia, anh chị em mua mà nó tăng được lên đến đây thì nó tăng được khoảng 20%. Nó lên đến cái vùng đỉnh cũ là vùng 113, 115 mà nó cũng sẽ mang lại một cái khoản lợi nhuận tương đối tốt cho anh chị em mà mua cổ phiếu này ở phiên ngày hôm nay. Nên cái cơ hội đẹp như này mà anh chị em không tham gia, anh em không mua thì rất là phí, rất là tiếc luôn. Còn anh chị em nào mà phiên ngày hôm nay chưa kịp mua, chưa kịp tham gia thì ngày mai hoặc là sang phiên tuần sau phải tìm kiếm cái điểm vào. Bây giờ cứ canh rung lắc mà vào thôi, chứ bây giờ không còn, không thể có một cái giá đẹp như ở phiên ngày hôm nay mà mình tham gia, mình cũng như anh em, nhiều anh em tham gia cùng mình ở cái quanh cái vùng giá 93 ngày hôm nay với thằng Đức Giang. Mua xong cuối phiên nó tăng cao nhất phiên, nó mang lại khoản lợi nhuận ngay trong phiên ấy, thì chứng tỏ là cái điểm mua đầu tiên của anh em nó đã đúng phần nào. Còn ngày mai hay là phiên hàng về chúng ta tính sau. Nó đã bảo vệ được cái vị thế của anh em mua
an toàn cái đã. Đấy là cái điều chúng ta quan tâm đầu tiên anh chị em nhá. Còn phiên ngày hôm nay về cơ bản thì thị trường nó vẫn đang hoạt động giống như cái đánh giá của mình ở trong cái video ngày hôm qua. Có nghĩa là trong cái video hôm qua mình có đánh giá với anh chị em là có thể đầu phiên ngày hôm nay thị trường nó sẽ mở gap đi lên, sau đó đến cuối phiên nó không giữ được cái mức giá cao nhất, nó sẽ thể hiện một dấu hiệu lưỡng lự. Có thể ngày mai nó sẽ đóng cửa quanh vùng 1180, nhìn vào thanh 3 tuần ấy, anh chị em sẽ thấy cái điều này rõ nhất. Đó là cái phiên tuần này chúng ta không cần biết là phiên này có giao dịch đủ 5 phiên trong một tuần hay không. Nhưng mà thanh khoản của tuần này nó đang khá là yếu, nó đang khá là thấp. Với một phiên tuần mà điểm số thì đi lên nhưng thanh khoản thì lại giảm dần thì có thể cái nhịp điều chỉnh, cái nhịp rung lắc nó còn tiếp diễn. Tuy là cái xu hướng của thị trường mình đánh giá nó sẽ tiến lên đến vùng 1230, 1250, nhưng những phiên rung lắc nó hoàn toàn có thể tiếp diễn, nó hoàn toàn có thể diễn ra trong những phiên sắp tới. Cái nhịp rung lắc này thì hoàn toàn là chuyện bình thường thôi, chúng ta không cần phải quá lo lắng. Rung lắc là bởi vì cái nhóm cổ phiếu ngân hàng bị rút ra, tiền từ nhóm ngân hàng nó bị rút ra chốt lời để chảy sang những cổ phiếu mid cap, chảy sang những cổ phiếu mà nó chưa tăng. Có thể là nhóm thép, có thể là nhóm phân bón hóa chất, có thể là nhóm chứng khoán hay bất động sản hay một số cổ phiếu riêng lẻ khác. Nó sẽ được dòng tiền chảy vào từ cái dòng tiền chốt lời của cái nhóm ngân hàng. Nên kể trong một vài phiên tới anh em có thấy là thị trường nó rung lắc thì đây là chuyện bình thường. Nhưng theo cái đánh giá của mình thì mình đánh giá là thị trường có thể nó sẽ test lại về quanh cái vùng 1170, 1180 thôi. Sau đó thì nó sẽ vòng đi lên. Nên anh em không cần phải quá lo lắng về cái diễn biến của thị trường. Chúng ta chỉ cần quan tâm một điều là xu hướng thị trường đang đi lên. Từ tháng 12 cho đến nay, khoảng một tháng rưỡi rồi, nó đã tăng được khoảng hơn 100 điểm. Nên bây giờ không còn đã hay nhắc đến mà thị trường nó chỉnh về vùng 1000 hay là 900 nữa cả. Mà bây giờ chúng ta đang đi tìm cổ phiếu nào nó mang lại cơ hội trong thời gian tới. Nên cho đến thời điểm hiện tại mà những anh chị em nào mà chưa kiếm được lợi nhuận trong thời gian vừa qua ấy, mà phiên ngày hôm nay chưa cầm được thằng Đức Giang ấy, thì cơ hội đến với anh chị em còn rất ít. Anh chị em phải nhanh tay tận dụng được những cơ hội trong những phiên sắp tới, trong thời gian tới. Không là cái con sóng này nó tăng bỏ rơi anh chị em luôn trong thời gian tới. Mình đánh giá là qua cái kỳ nghỉ lễ Tết, những cổ phiếu nó chưa tăng nó sẽ được dòng tiền chảy vào và sẽ kéo tăng nốt. Nên anh chị em mà đang cầm tiền mặt phải tận dụng cơ hội, không là hết cơ hội luôn đấy. Có rất nhiều anh chị em phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay đem cái nhóm chứng khoán, đem nhóm bất động sản, đem nhóm thép ra bán để ôn in cái nhóm ngân hàng với cái mục tiêu: ôi ngân hàng ngon quá, múc em đi, sơ em đi, không là hết sóng lỡ sóng luôn đấy. Em vào sóng chạy nước rút rồi đây này. Nhưng mà có thể anh chị em mua ở phiên ngày hôm qua xong, chưa chắc sang đến phiên ngày hôm nay anh chị em đã có lãi hoặc cái khoản lợi nhuận nó sinh ra rất nhỏ. Những cổ phiếu nhóm ngân hàng như STB, như VB Bank, như Techcombank, theo cái đánh giá của mình, nó cần thời gian để nó tái tích lũy, nó cân bằng lại. Với bản chất thằng Techcombank này, như hôm qua mình có phân tích với anh chị em ấy, thì nó chả khác gì so với giai đoạn này đâu, anh chị em thấy không? Phiên ngày hôm qua của thằng Techcombank nó giống phiên này, và phiên ngày hôm nay về bản chất nó chả khác gì phiên này cả. Có nghĩa là trong một vài phiên tới có thể nó sẽ đi ngang, nó rung lắc ở quanh cái vùng 35. Hiện tại nó vẫn đang giao dịch ở quanh vùng 35. Sau đó nó cần điều chỉnh và có thể nó sẽ điều chỉnh về hẳn vùng 31, 32. Sau khi điều chỉnh về vùng này này, lúc đó anh chị em có muốn mua rồi hãng mua. Chứ còn ở thời điểm hiện tại mình đánh giá là cái cơ hội nó không quá cao trên rủi ro. Cái khả năng mang lại lợi nhuận ấy, nó không quá cao, có thể anh chị em mua nó chưa lỗ ngay. Nhưng nó sinh ra lợi nhuận cho anh chị em thì mình không đánh giá cao cái nhóm ngân hàng nữa. Mình đánh giá cao là cái nhóm thép hay cái nhóm phân bón hóa chất, như ở trong video hôm qua mình cũng có chia sẻ với anh chị em là những cổ phiếu như Đức Giang, như Đạm Cà Mau mình đang thấy cái nền giá, cái mẫu hình của nó khá là đẹp. Thì phiên ngày hôm nay mình có khuyến nghị anh em mua thằng Đạm Cà Mau và mua thằng Đức Giang. Lúc mua Đạm Cà Mau thì nó chưa tăng, thì đến cuối phiên nó cũng tăng được khoảng hơn 1%. Cổ phiếu này là cổ phiếu kênh dưới nên cái mức tăng của nó sẽ không bằng thằng Đức Giang được. Thằng Đức Giang thì nó có mẫu hình, mẫu hình này là mẫu hình gãy nền rũ, còn cái thằng Đạm Cà Mau thì nó là nền giá kênh dưới, nên khi nó tăng thì nó sẽ không bằng thằng Đức Giang được.
Nên hôm nay thì mình cũng tập trung vốn vào cái thằng Đức Giang hơn. Hôm nay mình mua thì mua thằng Đạm Cà Mau bằng có một nửa thằng Đức Giang thôi. Mua Đức Giang phát cuối phiên nó tăng 5% luôn. Ít nhất là đến cuối phiên nó mang lại khoản lợi nhuận cho mình. Thì mình an tâm hơn rất nhiều. Chứ không cần phải đi tìm những cổ phiếu nó tăng trần rồi chúng ta đu trần. Mà anh chị em đầu tư thì cần phải có phương pháp. Và khi anh chị em có phương pháp, anh chị em hành động theo kỷ luật thì rất khó để độ tạo lập nó úp sọt được anh chị em luôn. Anh em nhá, cái nhóm ngân hàng mà anh em quan tâm ấy thì cần phải chờ thêm khoảng 2-3 tháng nữa. Còn giai đoạn này thì mình ưu tiên những cổ phiếu nó chưa tăng hơn, nó sẽ được dòng tiền quan tâm, nó sẽ được dòng tiền chảy vào. Bây giờ anh chị em đang chán nản, anh chị em bán bỏ nhóm thép đi thôi. Nó giống như thằng Đức Giang ấy, rất nhiều anh chị em bán bỏ những phiên này này. Rất nhiều anh chị em bán bỏ những phiên này. Nhưng mà thời gian tới anh chị em lại phải đu lại thôi. Nếu như mà hôm nay chưa kịp mua lại thì thời gian tới anh em lại phải đu lại thôi. Hay như Đạm Cà Mau hay là một số cổ phiếu khác. Nó cũng giống như Hoa Sen cũng vậy. Hoa Sen hay Nam Kim này, về bản chất anh chị em để ý nhá. Thằng Nam Kim thì nó đang giống thằng Đức Giang ở mấy phiên vừa qua. Nó rũ rũ chả chê luôn. Nó bám theo cái mây này. Thì một vài phiên tới thì nó sẽ đi lên thôi. Mình thì mình không quá phải áp lực, không quá căng thẳng với những cổ phiếu này. Mình vẫn kiên nhẫn, mình vẫn chờ được. Khoản lợi nhuận nó sinh ra khi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, chứ không phải sinh ra khi anh chị em mua bán liên tục. Anh chị em nhá, cái nhóm thép là cái nhóm cổ phiếu mình đánh giá trong một vài phiên tới nó sẽ được kéo đi lên. Phiên ngày hôm nay đầu phiên nó kéo tăng nhưng không có dòng tiền tham gia, vì dòng tiền phiên ngày hôm nay vẫn tiếp tục, dòng tiền nhỏ lẻ đang tiếp tục chảy vào nhóm ngân hàng để đu nhóm ngân hàng, vì mãi không thấy cái nhóm này nó chỉnh nên nhiều anh em không chịu được lại lao vào lại đu đi đu banh. Nhưng mà thời gian tới nhỡ banh nó chỉnh nhau là banh xác luôn. Và lúc đấy anh chị em lại đi nhìn ngắm những em hoa hậu Nam Kim, Hoa Sen nó bật tăng. Nên anh chị em kiên nhẫn với những của em một chút, cho nó chỉnh, chỉnh chán chê. Nó mà chỉnh về quanh vùng 22, 22.5 mà sau đó nó có một phiên tách cung ấy, thì mình đang chờ cái phiên tách cung. Sau đó có thể mình sẽ mua nốt cái vị thế còn lại. Mình vẫn đang để một phần vốn để chờ cái thằng Hoa Sen ấy nó xuất hiện một phiên tách cung. Hiện tại nó chưa xuất hiện đâu. Phiên này là một phiên gọi là mua sớm thôi. Phiên này này, phiên ngày 2 mùng 1 tháng 2 ấy, là một phiên mua sớm của thằng Hoa Sen thôi. Còn phiên test cung thì nó chưa xuất hiện. Có thể nó sẽ test lại về quanh cái vùng 22.5, sau đó nó có một phiên hướng đi lên vào cuối phiên thì đấy chính là một phiên test cung. Anh em chờ, kiên nhẫn chờ cái phiên test cung của thằng Hoa Sen nhá. Hay thằng Nam Kim cũng vậy. Anh em cứ chờ một phiên nó hướng đi lên. Thì đó chính là cái phiên test cung mà chúng ta đang chờ đợi, có thể giống phiên này này. Thì cứ chờ nó rung lắc, chờ nó test xong thoải mái đi. Hay Hòa Phát vậy, Hòa Phát thì nó chưa lên. Nên nhiều anh chị em đến thời điểm hiện tại là đang rất chán cái nhóm thép hay là nhóm bất động sản. Nhưng mà bất động sản thì mình vẫn đang cầm Phát Đạt. Nhóm chứng khoán thì hôm nay nhờ cái tác động của thằng SSF, tất cả là tại thằng SSF hết, đã khiến cho cái nhóm chứng khoán hôm nay cũng bị chỉnh. Nhưng mà một số cổ phiếu khỏe nó vẫn đi ngược, ví dụ như là ORS đang có game tăng vốn, hay như VCI cũng có game tăng vốn này, HCM game tăng vốn này. Cái nhóm chứng khoán này nó sẽ thay nhau nó đi lên. Hôm nay thì là ORS, HCM, VCI, nhưng có thể ngày mai ngày kia sẽ là SSI, sẽ là thằng VND hay là một số cổ phiếu mà nó chưa tăng. Nó là những cổ phiếu đi sau, ví dụ như giai đoạn trước đây ấy, thằng BSI nó chạy từ tháng 3 nhưng mà phải đến tháng 5 thằng VND nó mới chạy. Nên anh chị em mà đang cầm, đang ngắm nghía những cổ phiếu phía sau này, có thể nó phải chạy sau khoảng 1 2 tháng cơ. Nhưng mà ở thời điểm này mình có khuyến nghị anh em mua được ngày 18 tháng 5 và cái ngày 26 cũng như là ngày 29 tháng 5 rất đẹp luôn. Nên anh chị em mà cầm những cổ phiếu như VND, như SSI thì phải kiên nhẫn hơn, cái vì cái tính đầu cơ của những cổ phiếu này nó không được cao như BSI, nó không được cao như là FTS hay CTS hay một số cổ phiếu mà cái thanh khoản của nó ấy. Khi mà anh em xác định cái phương pháp đánh ngắn hay đánh dài, anh em phải nhìn vào cái số lượng cổ phiếu lưu hành và cái số lượng cổ phiếu trôi nổi trên thị trường của nó ấy. Ví dụ thằng VND này, số lượng cổ phiếu lưu hành của nó là 1,2 tỷ cổ phiếu. Trong khi đấy thằng BSI số lượng cổ phiếu lưu hành của nó có mấy trăm triệu, 200 triệu. Nên đội tạo lập mà muốn đánh ấy, đánh những buổi là rất dễ luôn. Này, một phiên giá trị giao dịch có 20 tỷ, 23 tỷ. Trong khi đấy thì cái ông VND này, một phiên thanh khoản của nó giá trị giao dịch gấp 20 lần, hơn 400 tỷ. Thì chắc chắn là nếu như đội tạo lập muốn kéo thằng VND thì cần phải số tiền lớn hơn nhiều lần so với thằng BSI, so với thằng FTS đúng không? Nên trong một cái con sóng ấy, trong một cái xu hướng đi lên ấy, thường những cổ phiếu nhẹ, những cổ phiếu thanh khoản thấp ấy, nó sẽ được kéo lên trước tiên và sau đó mới là những cổ phiếu có thanh khoản lớn, những cổ phiếu nặng mông hơn. Anh chị em mà để ý được những cái yếu tố này này thì anh chị em sẽ mang về được những khoản lợi nhuận tiềm năng như mong muốn.
anh em nhá, nếu anh em mà có muốn mua những cổ phiếu dẫn đầu này thì phải canh cái nhịp rung lắc để tham gia để mua thì mới mua được, phải chấp nhận rủi ro cao hơn một chút thì anh em mới mua được những cổ phiếu như STS. Chứ anh em mà mua những cổ phiếu như VND, những cổ phiếu dẫn đầu nó chỉnh thì những cổ phiếu này nó không thể đứng im được đâu, thì khả năng nó sẽ chỉnh. Nếu như mà những cổ phiếu như STS nó về nền giá thì có khả năng những cổ phiếu như VND nó sẽ tạo thành một cái nền giá gãy kênh xuống dưới, sau đó những cổ phiếu kia mà chỉnh xong ấy thì những cổ phiếu nó vòng đi lên. Thì về bản chất ấy, nó giống như thằng Đức Giang trong những phiên vừa qua, nó tạo thành một cái nền giá gãy kênh xuống đi bên dưới anh em nhá, nó có thể nó sẽ test lại vùng này này. Đấy là nếu như trong trường hợp mà những cổ phiếu dẫn đầu với leader mà nó xảy ra cái nhịp rũ rũ xuống hẳn cái nền giá bên dưới này thì những cổ phiếu kia ấy, nó không thể đứng im được, kiểu gì nó sẽ gãy kênh xuống bên dưới. Mình phân tích như vậy để anh chị em nắm bắt được cái tình hình, nếu như nó xảy ra nhịp rũ thì anh em phải canh được, phải canh được vùng này. Nếu như chẳng may nó xảy ra nhịp rũ nó giống như thằng DGVK nhịp này này ở hồi 2020 ấy, nó tăng được khoảng gần 20%, sau đó xảy ra một phiên hai phiên rũ bỏ với khoảng hai cái sàn rũ như thế này mới rũ bỏ những anh chị em ra khỏi thị trường được. Có thể ở cây đầu tiên anh chị em còn đang mong chờ nó hồi phục rồi mới bán, vì thấy phiên hôm sau nó lấp gáp, sau đó cuối phiên nó rút chân đóng cửa cao nhất phiên, nhưng sau đó nó tiếp tục là một cây sàn thì gần như là những anh chị em gọi là những anh chị em tâm lý vững chắc lắm vẫn phải bán ở phiên này, sang phiên hôm sau nó rút chân hồi phục luôn lập tức, để anh em thấy được là đội Tam Lộc nó đánh phũ cực kỳ luôn. Nên anh em mà quan tâm đến nhóm chứng khoán ấy, canh cái nhịp rũ trong những phiên sắp tới, trong thời gian tới xem nó có rũ hay không. Nếu như có rũ ấy thì đây là cơ hội cuối cùng để anh chị em tham gia, để anh chị em nhảy lên tàu. Nó mà rũ về đây sau đó nó kéo lên cái vùng 54 55 ấy thì nó sẽ mang lại khoản lợi nhuận khoảng 15 20% cho anh chị em với thằng STS. Có một số trường hợp nó kéo lên đây sau đó nó rũ, về bản chất ấy, thì thằng STS ở thời điểm hiện tại và chính nó so với trong quá khứ nó có những cái đặc điểm tương đồng, nó giống nhau. Khi nó kéo lên đến cái vùng đỉnh cũ nó không tăng được thì nó xảy ra một cái nhịp rũ và sau đó nó rũ xuống nền giá bên dưới này. Sau khi nó lấp gáp xong nó xuất hiện một vài cái tín hiệu nó test lại đáy, và cái nhịp test lại đáy thứ hai thì đấy là cái thời điểm anh chị em tham gia. Đây này, ở cái nhịp này đây chính là thời điểm anh em tham gia. Đây là một trong những cái kịch bản xấu nhất mà thị trường nó có thể xuất hiện trong thời gian tới, nhưng mà nếu như nó xuất hiện thì chúng ta phải đón nhận đây là cơ hội chứ không phải là rủi ro anh em nhá. Vì hầu hết những anh chị em đồng hành với mình nhịp vừa rồi là đều ăn được FTS khoảng 8 đến 10%, CTS là cũng khoảng 6 đến 8%, VX thì nó thấp hơn, VX là khoảng 5%, hay là nó giống với thằng này, nó giống với thằng VND nhịp này này. Đấy là khi nó tiến lên đến cái vùng đỉnh cũ nó không vượt qua được thì nó xuất hiện một cái nhịp rũ, nhịp rung lắc, anh em thấy không? Ba lần không vượt được đỉnh thì nó xảy ra một nhịp rũ. Nhịp rũ này cây cuối cùng nó giảm 3%, sau đó sang phiên hôm sau, đầu phiên nó giảm, nó test lại cái gap và test cũng là một phiên test lại đáy, sau đó cuối phiên nó rút chân và đóng cửa gần như ở mức giá cao nhất phiên. Đây là một cái tín hiệu khá là đẹp và anh em có thể tham gia ở phiên này hoặc phiên hôm sau, một phiên break đi lên. Về bản chất ấy, phiên ngày hôm nay ấy, của thằng Đức Giang ấy, nó khá là giống thằng VND ở phiên này, nên anh em mà mua Đức Giang ở phiên ngày hôm nay, kể cả anh em có mua cuối phiên, mua ATC đi chăng nữa, cái khả năng anh em bị úp sọt úp bô là rất thấp luôn. Bởi vì sao? Vì thằng Đức Giang này nó vừa xảy ra một nhịp rũ xong, có rất ít cổ phiếu nó vừa xảy ra một nhịp rũ xong mà sau đó nó xuất hiện một phiên break, một phiên nổ mà nó tiếp tục xảy ra một phiên rũ, rất ít trường hợp nó xảy ra, có nhưng rất ít. Vì khi nó rũ này đội tạo lập nó bị thiệt hại đầu tiên vì nó mất công nó kéo lên, sau đó nó lại tự rũ vào đầu nó, thì có phải tạo lập lái nó tự tự đè đầu đúng không? Nên anh chị em nào mà mua được Đức Giang cùng mình phiên ngày hôm nay, anh chị em hoàn toàn yên tâm về cơ hội đối với thằng Đức Giang này, về cách đánh của thằng Đức Giang này anh chị em nhé. Những cổ phiếu mà anh chị em cần phải đặc biệt chú ý trong thời gian tới để tìm được cái điểm vào, thứ nhất cái nhóm bất động sản là thằng Phát Đạt. Còn những cổ phiếu như Đích, bản chất nó là cổ phiếu yếu hơn. Đất Xanh thì nó là cổ phiếu đang hướng xuống, mình không hề thích một tí nào. DXF là cổ phiếu hướng xuống, CRE đều là những cổ phiếu hướng xuống. Novaland nó là cổ phiếu kênh dưới hướng xuống, nó không bao giờ đẹp bằng những cổ phiếu như Phát Đạt. Thứ hai là về nhóm chứng khoán, chứng khoán thì anh chẳng phải chú ý đến thằng STS là một, thằng CDS là hai, thằng BSI là ba, còn lại các cổ phiếu khác ấy, nó đều là các cổ phiếu phía sau. SSI ấy, anh em phải tìm được cái điểm vào. Nếu như thời gian tới
khi nó gặp cái vùng cản vùng 36 này, sau đó nó rũ xuống dưới ấy, rồi sau đó nó xuất hiện cái điểm mua, thì đấy mới là điểm mua thằng SSI. Còn ở thời điểm này ấy, về cái biên lợi nhuận, về cái khả năng tăng của thằng SSI mình không đánh giá cao đâu. Nó tăng thì nó chỉ tăng khoảng 3-4%, sau đó gặp ngay vùng đỉnh cũ ở tháng 9 năm ngoái. Kiểu gì khi lên đây nó sẽ gặp cái áp lực chỉnh. Còn lại những cổ phiếu FTS này anh em nhìn, nó đã vượt qua hết rồi. Hoặc nó đang test lại cái vùng đỉnh cũ ở tháng 9 năm 10 năm ngoái rồi. Hay là như biết ai, thậm chí nó đã vượt qua rồi. Thì đây chính là những cổ phiếu khỏe hơn. Hay kiểu như VX này, VX thì mình không đánh giá cao bằng CTS đâu. Hôm trước thì một số anh em mua được CTS thì quả lợi nhuận nó hơn hẳn so với thằng VX luôn. Hay một số nhóm cổ phiếu khác. Còn lại cái nhóm thép ấy, thực ra là anh chị em đang chê cái nhóm thép. Nhưng mà những cổ phiếu này nó đang test lại cái vùng này thôi. Trong đó ấy, những cổ phiếu như FTS thì đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đang test lại vùng này. Mà thằng Hoa Sen thì nó cũng đang test lại vùng đỉnh hồi tháng 9 năm ngoái. Nên về bản chất thì những cổ phiếu này nó là tương đương nhau, chứ không phải là thằng FTS nó khỏe hơn thằng Hoa Sen. Thực ra ấy, thằng Hoa Sen là mình vừa mới ăn được một nhịp mua ở phiên ngày 16 tháng 1 và vừa bán ra ở phiên này, thì cái khoản lợi nhuận thì nó cũng ngang bằng so với thằng FTS. Nên bảo là thằng FTS nó khỏe hơn thằng Hoa Sen cũng phải đâu. Thứ hai là đặc tính của hai nhóm nó khác nhau, một là nhóm thép, hai là nhóm chứng khoán. Cái nhóm thép ấy, anh em ưu tiên thằng Hoa Sen và thằng Nam Kim cho mình. Còn thằng Hòa Phát thì thôi, Hòa Phát thì anh chị em nào vốn nhiều ấy mà mua xong để đó được ấy thì cầm. Tuy là sóng trước thằng này là leader nhưng dư địa tăng của nó ấy, thằng này nó tăng 30%, nhưng mà so với cùng khoảng thời gian thì thằng Nam Kim nó tăng hơn nhiều đấy. Thằng Nam Kim nó tăng từ đây này, đến thời điểm hiện tại nó tăng 60% rồi cơ. Trong khi đấy cái ông Hòa Phát ông tăng 30%, nó gấp đôi đúng không? Hay Hoa Sen này, từ thời điểm nó tăng này thì thằng Hoa Sen đến này nó tăng khoảng hơn 40%. Nam Kim và Hoa Sen bao giờ cái tính đầu cơ nó cao hơn. Thì khi mà anh em chọn cổ phiếu, anh em luôn luôn chọn thằng leader, chọn thằng đầu dòng ấy. Còn anh chị em bỏ qua những cổ phiếu phía sau đi, kiểu anh chị em mua mua cao một chút cái thằng leader, cái khả năng cái tỷ lệ rủi ro nó cũng thấp hơn là các cổ phiếu phía sau anh em nhá. Nhưng anh chị em mà chọn về thằng đất xanh này, này thời gian vừa qua này, 2 tháng vừa qua nó không lên luôn. Cái thằng sell này, sell khoảng 2 tháng vừa qua có một số anh em nhắn hỏi mình là thằng sell có phải đang đi lên hay không, thì mình bảo là thằng sell ấy khi nó không phải con sóng đi lên ấy, anh em cầm thằng sell, anh em muốn cùng ngủ gật cùng nó luôn. Nó đi ngang trong khoảng 6-7 tháng sau đó nó mới lên, và trong thời gian vừa qua ở giai đoạn này có một số anh em hỏi mình này, đến thời điểm hiện tại nó đang giảm thêm khoảng 6-7%. Thằng sell không phải là một cổ phiếu đang đi lên mà nó đang hoạt động xuống bên dưới, nó đang có một cái nền dốc xuống bên dưới, thì mình không thích những cổ phiếu như vậy. Mình thích những cổ phiếu mà có nền dốc đi lên, những cổ phiếu như Hoa Sen có nền dốc đi lên, những cổ phiếu BSI, FTS, Nam Kim hay là cái Đạt Phương đang có nền dốc đi lên, đang có cái hoạt cách hoạt động nó hướng đi lên, thì mình sẽ thích những cổ phiếu như vậy hơn. Còn thằng VND nó cũng là một cổ phiếu yếu, không phải là khỏe đâu. KHB thì phải chờ thêm, KHB lỏng quá. Hay ghiu thời gian tới nha anh chị em, chờ thêm cái giai đoạn này nó đang hoạt động giống giai đoạn này thì anh em tìm kiếm cái thời điểm tham gia phù hợp thôi. Hay như Đức Giang là những cổ phiếu đang hướng đi lên, nó rũ xong rồi thì phiên ngày hôm nay anh em phải tham gia được những cổ phiếu như này này. Hay như ORS là những cổ phiếu đang hướng đi lên, nhưng anh em nào mà đánh ấy, thì nên canh chốt lời vùng này thôi, nó khó vượt qua vùng này đấy. Vận tải biển càng biển nó đang test lại vùng đỉnh cũ, nó test xong ấy, nó mà rũ xuống đây này, sau đó ấy, nó mà bật lên ấy, thì đây chính là điểm tham gia đẹp hơn, đẹp tuyệt vời luôn anh em nhá. Nó vừa rũ xong đấy, nên anh chị em mà đang cầm tiền mặt đấy, mà chưa thuộc cái hệ thống khách hàng của mình, chưa về đồng hành với mình ấy, chưa thuộc team của mình ấy, thì phải nhanh chóng về đồng hành cùng mình, không là anh em lỡ hết xong không biết mua gì luôn, cứ nhìn cổ phiếu nó đi lên rồi ngồi tiếc nuối cầm phải cổ phiếu yếu, nó chả tăng, không những không tăng mà nó quay đầu nó giảm, anh em không có lãi mà anh em còn lỗ luôn cơ, anh chị em sẽ khó mà thành công được trên thị trường này anh chị em nhá. Và anh chị em theo dõi video đến giờ này, nếu như anh chị em nhận được giá trị nào đó ở trong video này thì anh em có thể ấn vào cái nút like và subscribe kênh để tránh bỏ lỡ những cái chia sẻ những cái video mới mà mình thường xuyên mình update sớm nhất để gửi tới anh chị em, để anh chị em kịp thời cập nhật về diễn biến của thị trường cũng như là các cổ phiếu mà anh chị em đang quan tâm anh chị em nhá. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi.